đội tuyển Việt Nam nhận tin không thể vui hơn sau ASEAN Cup. Bộ đôi Quế Ngọc Hải và Tiến Linh đã có thể tập luyện trở lại với bóng sau khi dính chấn thương. Cả Quế Ngọc Hải và Tiến Linh đều dính chấn thương nặng trước thềm ASEAN Cup 2024 và điều này khiến cho hai cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội tuyển Việt Nam không thể tham dự giải đấu diễn ra ở Qatar. Đây là tổn thất rất lớn với rồng vàng ở giải đấu số 1 châu Á. Việc không có được Quế Ngọc Hải và Tiến Linh có thể là một phần nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam không có được thành tích tốt và bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup. Hàng thủ thiếu vắng sự chỉ đạo của Quế Ngọc Hải trở nên thiếu chắc chắn và dễ mắc sai lầm cá nhân. Trong khi ở hàng công, ngoài Văn Tùng thì đội tuyển Việt Nam không có một tiền đạo cắm nào thực thụ. Tuy nhiên, tin vui đã đến với huấn luyện viên Chu Xie khi bộ đôi Quế Ngọc Hải và Tiến Linh đều đã có thể tập luyện trở lại với bóng. Hai cầu thủ này sẽ có thể thi đấu cho câu lạc bộ Bình Dương khi V-League mùa giải 2023-2024 bắt đầu trở lại từ vòng 9 vào ngày 17 tháng 2 tới đây. Ngoài Tiến Linh và Quế Ngọc Hải, những trụ cột của đội tuyên Việt Nam dính chấn thương ngay trước thềm ASEAN Cup 2024 cũng đã có thể trở lại thi đấu. Hoàng Đức theo chia sẻ của huấn luyện viên Việt theo đã bình phục 95% và ra sân trong cả hai trận đấu giao hữu vừa qua tại Hana Play Cup. Tương tự, Thành Trung cũng đã tái xuất trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội và thi đấu khá ổn. Như vậy, Quế Ngọc Hải và những tiến linh Hoàng Đức, Thành Trung, Tiến Dũng sẽ sẵn sàng cùng câu lạc bộ của mình chinh chiến ở V League. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam khả năng sẽ có được lực lượng tốt nhất trước vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam đang hướng tới hai trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thầy trò huấn luyện viên Chusie sẽ liên tiếp gặp Indonesia vào hai ngày 21 tháng 3 và ngày 26 tháng 3. Nếu không có được thành tích tốt, cơ hội đi tiếp của rồng vàng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.